Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại là Thanh đang đứng ngay ở trên cái ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc được chính chủ nhà gửi bên em quay bán nha quý cô chú anh chị mình. Thì cái mặt tiền lộ nhựa đường liên xã của mình đây cũng đồng thời là hiện hữu trên cái sổ của chủ nhà gửi bên em quay bán. Thì bây giờ là Thanh đang cầm sổ trên tay này cả nhà mình. Đây là hình sổ của lô đất hôm nay em được chính chủ nhà gửi bên em quay bán ha. Chiều ngang mặt tiền của mình sẽ được là 33m, chiều sâu là 146-150. Trên đất của mình là có một căn nhà và hai giếng, một giếng khoan, một giếng đào. Chủ nhà để lại toàn bộ, gọi là giữ nguyên hiện trạng, còn tặng thêm cho mình một cái chuồng dê. Còn tổng diện tích của mình ở đây sẽ được sở hữu là 5.966,5m². Địa chỉ của mình là ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đó, thì hôm nay cái mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc chủ nhà gửi bên em quay bán, mong muốn bán với cái giá là chỉ có 850 triệu. Bao sổ sách pháp lý rõ ràng cho quý cô chú anh chị mình nha. Thì tuyến đường trước mặt của quý cô chú anh chị mình đang xem là sẽ di chuyển ra trung tâm cụm trường chợ trạm của xã Thiện Hưng, Hưng Phước, sẽ rơi vào bán kính là 4,2 km. Chạy dọc trên con đường của mình là khu dân cư, cáp wifi, nhà cửa là đầy đủ quý cô chú anh chị mình ha. Còn theo tuyến đường ngược lại đây, con đường của mình là con đường thông dẫn từ xã này qua xã khác hoặc từ huyện này qua huyện khác. Thanh quay lúc này là khoảng 12 giờ trưa nên là cực kỳ là trời nắng luôn, đứng bóng luôn nha cả nhà. Và mảnh đất kèm nhà của Thanh là sẽ có vườn trái cây, nhà cửa đầy đủ. Thì trước tiên em sẽ quay về cái mặt tiền lộ nhựa cho cả nhà mình cùng nắm bắt được. Tí nữa em sẽ di chuyển vào trong căn nhà, em quay và giới thiệu cho mình xem sao. Mặt tiền của mình ở đây là rộng 6m. Trục đường của mình là trục đường chính của ấp 10 Mẫu nha quý cô chú anh chị mình. Mình chạy thẳng con đường phía trước của Thanh đang chỉ sẽ ra được là ở đó sẽ có khu du lịch sinh thái của ấp 10 Mẫu mình. Đồng thời cũng dẫn được ra các xã Hưng Phước, Phước Thiện, Thiện Hưng. Đó cũng rơi vào bán kính là 4,2 km cả nhà mình. Thì ranh giới của mình là ở ngay từ đây này cả nhà mình ha. Dạ từ đây nhé quý cô chú anh chị, giáp với cái vườn cao su của nhà hàng xóm kế bên. Thì ranh giới của mình ở đây sẽ được địa chính vào đo đạc, xác minh là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, đúng số tờ, số thửa cho quý cô chú anh chị mình. Và chủ nhà mong muốn bán với cái thời điểm hiện tại là do chủ nhà đang cần tiền nha. Đó, nên em sẽ quay và giới thiệu cho cả nhà mình để nắm biết được đầy đủ rõ thông tin. Đó, với một mảnh đất là được 33m mặt tiền lộ nhựa này cả nhà. Chiều sâu 150, tổng diện tích là 5.966m², gần 6.000. Đường của mình thì đường điện cáp wifi là đầy đủ. Đó, ranh giới của mình là tới đây cả nhà mình nha. Đó, tới đây, ở kế bên thì sẽ có một con nước chảy qua. Đó là một cái mương nhỏ giữa nhà hàng xóm kế bên và của mình. Đó, đây là mặt tiền của mình. Thì bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để em quay nhà vườn trái cây cho cả nhà mình cùng xem. Nếu như mình đứng ở ngoài là mình có thể thấy được là bưởi chôm chôm, mít. Đó, và có cả khế nữa, rất chi là nhiều luôn. Cả nhà cùng vào trong nhà để theo dõi với em nha. Đây thì hiện tại mình đã di chuyển vào trong cái mảnh đất kèm nhà. Thì bước vào đầu tiên là mình sẽ có cây chôm chôm ở bên góc nhà nha quý cô chú anh chị. Dạ thì trong thời gian Thanh giới thiệu quý cô chú anh chị thiện chí với mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc Thanh đang quay đây, thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh có thể gửi hình ảnh, sổ sách cũng như đầy đủ vị trí cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Cả nhà mình biết không, ở đây là chủ nhà có trồng một cây khế luôn. Đó, và giáp bên là có cây sầu riêng đã có trái. Thì Thanh sẽ đi từ trong ra ngoài, từ từ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Còn đây là cái phía trước nhà của mình, chủ nhà có trồng mít, mướp và vú sữa, rất nhiều là đầy đủ những cây ăn trái cũng như là cho mình sinh hoạt trong một gia đình. Phía trước là rất chỉ là thoáng mát luôn. Đó, bây giờ em sẽ di chuyển ra đường phía sau, tí nữa Thanh sẽ di chuyển vào trong căn nhà, em quay và giới thiệu cho mình xem sao nha. Đây cả nhà mình nhìn này, đây là cây sầu riêng đã có trái nha. Sầu riêng của mình em hỏi chủ thì đã được 7 năm rồi quý cô chú anh chị mình.
Còn với ranh giới bên đây của mình là đã được phân biệt bằng một cái đường lưới kẽm giữa chủ nhà và hàng xóm kế bên. Và trong cái quá trình như em đã giới thiệu, mình sẽ có địa chính cùng bên em và chủ nhà sẽ đo đạc xác minh lại là của mình đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp ha. Và toàn bộ cái vườn đường sau đây của mình á, là chủ nhà của mình đã trồng toàn bộ là sầu riêng. Còn chất đất của mình ở đây là đất đỏ pha sỏi nha quý cô chú anh chị mình. Đó. Và cả nhà mình nhìn này, chủ nhà sẽ để lại cho mình một cái chuồng dê rất là kiên cố. Thì Thanh nói chung là nhiều lắm, thì Thanh sẽ đi từng cái bước một để cho quý khách hàng của mình nắm bắt được. Đó. Thì đầu tiên là cái lô đất Thanh đang quay đây đây là một vườn trái cây kèm nhà hướng Tây Bắc. Chủ nhà mong muốn bán hết là 850 triệu. Mình được sở hữu là 33 mét mặt tiền, gồm một căn nhà, hai giếng khoan, tặng lại toàn bộ chuồng dê và đằng sau là vườn sầu riêng, mít và các thứ cho mình luôn. Hai giếng, nhà tắm, nhà vệ sinh là đầy đủ. Còn đây là chuồng dê nha cả nhà. Đó, đây cả nhà mình. Đó, chuồng dê là kiên cố thế này, chủ nhà sẽ để lại hết cho mình luôn. Đó, điện wifi là đầy đủ nha. Nhà của mình là một nửa tôn, một nửa gỗ. Nói chung sinh hoạt rất chi là rộng rãi. Nhà này cũng phải 3-4 gian đó cả nhà mình. Đó, còn bước ra vườn này, sầu riêng cả nhà mình thấy tốt không ạ? Vì đất đỏ ở đây là rất chi là phù hợp cho sầu riêng luôn. Thì cái mảnh đất của Thanh quay đây, nếu quý cô chú anh chị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên sẽ dao động là khoảng từ 160 tới 170 km với lên ở trên em. Còn từ Bình Dương là sẽ từ 120 tới 130. Nên em rất mong quý cô chú anh chị khi lên là liên hệ trước để Thanh có gửi hình ảnh vị trí cho mình cùng đi lên an toàn và con đường nhanh nhất cho mình ha. Đó, còn từ Đồng Xoài lên trên em thì dao động từ 70 tới 80 km. Mình sẽ di chuyển là từ Đồng Xoài lên Phước Bình, Đa Kia, Thanh Hòa, Thiện Hưng. Miếng đất của em nằm tại ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện nha quý cô chú anh chị. Ở đây cả nhà mình quan sát này, trên vườn á, là chủ nhà đã lắp toàn bộ dàn ống tự động. Đó, tưới tắm là đã có bật vòi là tưới thôi nha cả nhà mình. Đó, và ở đây thì đất mà mình sổ thì cũng tương đối là rất đẹp luôn. Đó, thì bây giờ là em đã quay do cái diện tích của mình nó quá dài cả nhà mình. Thì Thanh sẽ xin phép không đi hết ha. Vì nếu em đi hết thì cả nhà mình cũng khó quan sát lắm. À, bên đây là giáp với nhà hàng xóm kế bên là có trồng vườn bơ này. Đó, còn bên đây của mình là vườn sầu riêng. Còn giáp bên kia là vườn cao su. Đó, thì với tổng cái diện tích đây chủ nhà bán hết là 850 triệu. Bao sổ sách pháp lý cho cả nhà mình. Quý cô chú anh chị nhanh tay liên hệ cho em nha. Vì mình sẽ được sở hữu nhà, đất, vườn trái cây. Tổng diện tích là 5.966 m². Đuôi của mình thì giáp cao su. Đó, thì em xin phép quay đến đây và bây giờ em sẽ quay ngược lên trên nhà. Em di chuyển vào trong căn nhà để cả nhà mình cùng theo dõi với em nha. Trong thời gian Thanh quay á, thì em rất mong được sự quan tâm và ủng hộ của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Cả nhà có thể ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và nếu như cái mảnh đất kèm nhà phù hợp với cả nhà mình thì cả nhà gọi điện cho em nha. Còn chưa phù hợp thì em mời cả nhà cùng di chuyển vào trong kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video em quay về đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Em mời cả nhà mình cùng quan tâm ha. Đó, sầu riêng này cả nhà mình. Đó, mướp trồng ở đâu là tốt lắm. Đây, sầu riêng luôn. Còn đây là nhà tắm, nhà vệ sinh. Giếng ở đây là giếng khoan nhé cả nhà. Dừa có luôn. Đó, đây. Còn đây là bồn nước, chân bồn, giếng đầy đủ. Bây giờ thì em sẽ đi vào trong căn nhà để em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Dạ, đây thì hiện tại là đang Thanh di chuyển từ cái bếp lên nha cả nhà. Em đi hơi ngược một xíu. Thường thường mình sẽ di chuyển từ trong ra ngoài. Thì tiện thể là em đang đi ở dưới vườn á, thì em sẽ quay bước vào cái bếp của mình á, thì sẽ có đòn gỗ này lợp bằng là mái tôn. Đó, đây, nhà của mình là có các em rất thoải mái luôn. Đây, còn đây là lên nhà của mình. Đó, nhà của mình làm bằng gỗ mà gỗ này là chắc chắn nha cả nhà. Có lợp la phông đầy đủ hết cho mình rồi. Đó, còn bên đây nữa dàn này rất chi là rộng luôn cả nhà. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây là em đã di chuyển ra phía trước của căn nhà.
Dạ thì nãy giờ Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình một mảnh đất kèm nhà hướng Tây Bắc nằm tại vị trí là ấp 10 Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Mặt tiền của mình sẽ được là 33 m, chiều sâu là 150, tổng diện tích là 5.966 m². Chủ nhà mong muốn bán hết là 850 triệu nha. Thì mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0 32 9393 717. Mình sẽ sở hữu được một mảnh đất kèm nhà có vườn trái cây, giếng khoan đầy đủ. Thì nãy giờ em cũng đã quay đầu đuôi cho cả nhà mình cùng xem. Đến đây em xin phép tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.